Miễn chào anh em đang xem kênh ha Chúc anh em xem kênh được vui vẻ và có được ngày làm việc thành công nhất có thể nha anh em Thì hôm nay là ngày 22 tháng 5 âm lịch Clip này á mình chia sẻ đến với anh em cái cách sử dụng NBK Cái loại nào cho nó phù hợp trên cây mai vàng vào thời điểm này Mà nói chính xác hơn là cái cách sử dụng DAB đi Ha liều lượng cũng như là Tại sao phải sử dụng trong thời điểm này ha, để cho nó phù hợp trên cây mai vàng mà không sử dụng các loại khác. Nhưng à, mình cũng nói rõ luôn ha là sử dụng trên những cây mai vàng những cây mà mình à, chăm để mà mình chơi hoa vào dịp Tết sắp đến năm 2025 này nè ha. Chứ còn những cây mà anh em cứu lại, những cây phôi mới trồng hoặc là những cây à, anh em chăm dưỡng lại thì không tính nha nè như thế này anh em khi anh em muốn sử dụng phân bón cho cây á thì anh em phải biết được chính xác cái loại phân bón đó nó giúp ích được gì cho cây ha vì rất nhiều loại phân bón anh em tuy là NPK có đạm lên kali nhưng mà mỗi loại phân bón đều nó hàm lượng người ta pha khác nhau thì cho nên nó giúp cho cây là các kiểu khác nhau phát triển khác nhau đó cho nên mình sử dụng phân bón cho cây thì mình phải biết được cái nguồn phân bón mình đang sử dụng á là nó giúp ích được gì cho cây nè và cây của mình nó có cần sự hỗ trợ của loại phân bón đó hay là không ha? Tuy là NPK đạm đương kali như mình nói đã nói rồi đó ha nhưng mà có loại thì giả sử như 16-16-8 nè, 20 đều nè hoặc 17 đều nè hoặc 30-10-10 hoặc là 29-10-10 hoặc là DAP mà trên thị trường mà nhiều anh em gọi là đáp đó ha thì tại sao mình sử dụng ha, từng loại phân bón khác nhau là nó như vậy chứ không phải là cứ phân bón đưa vào là cây phát triển đúng như ý của mình đâu tất cả các loại cây trồng nói chung khi mình muốn sử dụng NPK mình cũng phải cần ha, biết được cái hàm lượng đạm lưng kali ở trên cái loại phân bón đó nó bao nhiêu nữa anh nè ha và trên cây mai vàng nói riêng vẫn là cần quan tâm đến các loại là thành phần đạm lân kali, ha, để cho nó phù hợp. Giả sử như đây là giai đoạn đầu năm, ha, giai đoạn 1 của quy trình chăm sóc cây mai thì mình cần phải sử dụng để cây phát triển chi cành nhánh là ưu tiên đạm. Nói chung như vậy thôi nha. Đôi lúc có những cây, ha, mình cần phải là thay đổi cái nguồn NPK nó cho nó phù hợp. Như những clip trước mình có làm rồi đó. Như trên màn hình của anh em thì các loại NPK ha thành phần nó khác nhau hết thì mình đem ra mình nói chuyện để anh em dễ hiểu ha chứ mình không phải clip này mình sử dụng tất cả các loại này đâu nha mà clip này mình chỉ sử dụng cái loại DAB này thôi tại sao phải sử dụng nó và nói sơ cho anh em một xíu để hiểu ha, khi anh em muốn cây trồng của mình phát triển chi cành nhánh đâm chồi nảy lọc nhiều thì anh em phải sử dụng cái loại nào mà có cái số đầu cao như đây là cái loại 29 10 10 nghĩa là trăm là đạm nha anh em. 10% là lân và 10% là kali. Thì anh em muốn phát triển chi cành nhánh, anh em phải sử dụng cái loại số đầu nó cao, vẫn là NPK ha. Còn đây vẫn là NPK mà số giữa nó cao ha, là số giữa tới 40, số đầu phần trăm Đó. Thì cái loại này thì giúp cho cây nó phân hóa mầm hoa ha. Đó nó không phát triển đọt nữa mà nó đứng đọt lại và nó phát triển bắt đầu phát triển nụ. Còn đây là cái số cuối cao 12, 3, 4, 3 nghĩa là khi cây của anh em đã phát triển nụ, Và phát triển mầm hoa rồi anh em sử dụng cái này để cho khi bung hoa ra, hoa lâu tàn và nó đậm màu hơn, thu hút nhiều ăn bướm hơn để tới là gọi là thụ phấn thì cây mình sẽ có nhiều trái hơn đây là nguyên tắc chung để sử dụng NPK cho cây mai vàng hoặc cho tất cả các loại cây trồng nói chung anh em thì anh em phải hiểu được như vậy rồi hả sử dụng cho nhiều anh em nhiều khi nó uh, tới uh, tưới phân bón vào cho cây nó phát triển tốt mà không biết thành phần nó là cái gì hết thì cũng thua ha đó, nhưng mà mình chỉ nói chung chung vậy thôi còn clip này là chỉ sử dụng dab làm sao cho thích hợp trên mai vàng thôi còn mấy cái loại này thì em ra để nói để anh em hiểu sơ một xíu về NBK thôi còn riêng á, thì trước hết anh em phải hiểu được cái thành phần của DAP là 18% là đạm 46% là lân không có kali nghe nè thì cũng có khá nhiều anh em thì quanh năm chăm mai vàng thì chỉ sử dụng DAP thôi À, cũng có phản hồi trên kênh của mình là nói tôi chỉ sử dụng db sao cây của tôi vẫn phát triển tốt đâu cần các loại nbk khác đâu cái này chưa chắc đâu nha anh em mà mình dám chắc với anh em sử dụng khoảng chừng 2 năm chỉ một loại db này thôi thì cây của anh em đứng luôn á chứ không có phối hợp với các loại nbk khác thì khó lắm như nhiều anh em thường theo dõi kênh của mình thì cũng đã biết từ đầu năm tới giờ mình không sử dụng DAB ha nhưng tại sao vào thời điểm này mình lại sử dụng thì anh em uh, chú ý theo dõi ha. Tại vì trong DB hồi nãy mình nói là 18% là đạm, 46% là lân không có kali. Vào thời điểm này anh em vẫn có quyền sử dụng lân cao một xíu là 46% mà ha. Để cho nó bớt đi đọt lại vì bây giờ bắt đầu rơi vào mùa mưa, đạm ở trong nước mưa nó tăng cao. Mình có thể mình uh, hãm lại một xíu, có thể nha anh em, có những cây không đi đọt nhiều thì anh em vẫn có thể sử dụng 2910 nhưng mà đa phần vào thời điểm này anh em vẫn có thể sử dụng DAP một lần cho cây để hãm bớt cái lượng đọt đi vì trong nước mưa bây giờ mưa xuống là cây phát đọt rất mạnh mình không muốn thời điểm này cây nó vươn lóng ha vượt lóng để nó thưa mắt lá rồi nó thưa bông á nè thêm vào một việc nữa là bây giờ cũng cuối tháng 5 bắt đầu đi vào thời điểm tháng 6 rồi thì cũng có những nơi Ha? ở vùng lạnh thì anh em bắt đầu làm nụ cho mai vàng được rồi ha thì cho nên mình sử dụng một cử DAB thì nó vẫn hợp lý vào thời điểm này thôi đó là anh em phải hiểu tại sao sử dụng DAB là nó như vậy ha thì khi mà anh em muốn làm nụ thì anh em sử dụng cái số giữa cao nghĩa là số lân nó cao lên để nó phân hóa hóa mầm hoa nó trận đọt lại phân hóa mầm hoa thì bây giờ mình sử dụng một lần thì nó vẫn hợp lý còn cái cách mình sử dụng DAB này á thì anh em vẫn có thể hòa chung với nước để tưới hoặc là anh em rải trực tiếp vào gốc rồi tưới nước lên thì để cây ăn từ từ thì vẫn được bình thường ha mình thì mình không có hòa chung với nước anh nè hòa chung với nước thì anh em có thể hòa 2 gam pha một nước ha phân viên này thôi nha còn cái phân hạt mà phân gói gói 100 g thì anh em chỉ một gam pha một nước thôi nha phân viên này anh em nếu mà hòa với nước pha thì anh em hòa 2 gram, pha một nước. Còn uh, riêng khi rải trực tiếp vào gốc mình thì thường, thường mình rải thôi, mình không có hòa. Thì uh, tùy theo cây lớn, cây nhỏ và mình uh, trồng chậu lớn, chậu nhỏ nữa nha anh em. Giả sử như uh, cây này hoành 30 ha uh, trồng chậu 5 thì anh em uh, có thể rải một muỗng rưỡi cà phê nha anh. em Một muỗng rưỡi uh, cái muỗng mà mình uống cà phê á uh, ha. Uh, đó thì anh em rải chung quanh gốc như nè đó anh em rải đều trên xung quanh thành chậu rồi đó để cây ăn từ từ thì không bị gì cả ha đó mình cũng rải trực tiếp để anh em xem đây nếu mà bị cái gì thì cây của mình bị trước anh em khỏi lo nha còn đối với những chậu lớn hơn hoặc là những chậu nhỏ hơn thì anh em tự động gia giảm cái liều lượng của nó ha chứ giờ mình đâu biết cái anh em trồng vào chậu mấy chậu 3 tấc hay chậu 8 tấc hay chậu thước hai rồi mình cái này mình không biết nha anh em anh em tự tăng giảm số lượng cái hạt phân mà để mình rải vào đây là liều lượng mà mình thường sử dụng trên cây mai vàng thôi nha anh em. còn những anh em trồng những cây kiển khác hoặc những cây ăn trái khác thì có thể tham khảo thêm ha chứ mình trước giờ mình chỉ chăm cây mai vàng thôi chứ các loại cây khác mình cũng hơi mù tịt nói chung khi sử dụng phân bón cho bất kỳ cái loại cây nào thì mình khuyên anh em ha nên biết được cái thành phần NPK trong cái loại phân bón đó nó sẽ như thế nào nữa để mình sử dụng nó phù hợp cho cây anh em còn cái liều lượng thì mình cũng phải cần cân đo đong đếm lại ha những cây chậu thì liều lượng thì nó như vậy còn đối với trường hợp mà những cây mà anh em trồng bồn á như ở đây mình cũng có mấy cây trồng bồn anh em thì anh em có thể rải nhiều hơn một xíu như trường hợp cây này bồn khoảng chừng trên một thước cái cây này thì hoành khoảng chừng 42 nha anh em anh em thấy tùm lùm gì chứ cái hoành nó cũng khá lớn lớn hoành khoảng 42 thì mình cũng trồng được 4 năm tháng 5 6 tháng gì rồi cũng quên mất rồi thì bây giờ vẫn có thể sử dụng DAB được thì liều lượng thì anh em có thể rải nhiều hơn trên chậu xíu tại mình trồng buồn mà chất trồng nó nhiều hơn xíu thì mình có quyền mình rải nhiều hơn thì như cái bồn này trên một thước trên một thước vuông thì mình có thể rải từ giá 3 muỗng cà phê cũng được 3 muỗng hoặc 4 muỗng cũng được nhưng mà phân bón thì mình khuyên anh em cái là thà thiếu được nha đừng có đẩy mạnh vào để cho cây mình muốn cho cây tốt mình đẩy nhiều quá vào thì có thể cây chết luôn nha nó bị phản ứng ngược là nó như vậy đó rồi như vậy thì cũng có vài lời để gửi đến anh em cái cách sử dụng DAP tại sao phải sử dụng vào thời điểm này và cái liều lượng thì nó như vậy để anh em tham khảo ha ai thấy hợp lý thì có thể áp dụng làm theo còn thấy chưa hợp lý thì có thể nghiên cứu thêm nha anh em bây giờ thì mình sẽ dừng clip đây để anh em xem clip nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc mai vàng vào thời điểm cuối tháng năm này thì vui lòng cho mình xin một like ha để giúp cho clip này được YouTube đề xuất nhiều hơn đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm mai vàng hơn. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.